Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có một con bò hung đây. Một con bò hung. Các bạn cùng mình tìm hiểu gì đó nha. Bò hung này mình mới bắt được rồi sớm này. Thế nên cũng vô tình nó bay vào nhà mình thôi. Chứ mình cũng không có cố tìm bắt nó. Con bò này là một con bò đực. Bò hung đực. Các bạn thấy nó cũng to. Bởi vì tay này. Đây viên pin nè. Nó chiều dài nó hình như là bằng viên pin. Viên pin tiểu của mình. Con này là bỏ hung mà bỏ hung chữ Y. Tại vì sừng nó có hình chữ Y nè. Các bạn nhìn thấy rõ không? Con này mà nó quấu vô là chảy máu á. Nó có 6 cái chân. 6 cái chân này những cái chân cái hình móc câu á. Nó bám bởi nó bám vô cái diện rất là chắc. Và nó bám vô tay mình là cũng ra máu luôn. Nó kêu đã. Đụng nó kêu. Con này bây giờ là rất là hiếm rồi các bạn. Giờ nó nằm trong danh sách mà thuộc về mấy loại bò cánh cứng mà họ cánh cứng mà hiện giờ nó đang rất là hiếm, phổ biến hầu như là lúc trước mình gặp nhiều, bây giờ mình cũng ít gặp rồi. Không thường đi rừng đi núi đồ mới gặp nữa. Hôm nay tự nhiên nó bay vô nhà mình. Bạn biết tại sao nó người ta gọi nó, tại vì mình cũng có tìm hiểu luôn, nó là tên là bọ cánh cứng hình chữ Y, là do là cái sừng đó nè có hình chữ Y, nhưng nó cũng có hai loại. Một loại là sừng chữ Y là thường hai sừng này nó bằng nhau, là con này là loại hai sừng bằng nhau nè. Còn một loại nữa là sừng trên ngắn, sừng dưới dài, mà sừng dưới lại chia thêm hai dây nhỏ. Còn con này là chỉ hai dây trên dưới hầu như gần bằng nhau. Mấy con này thường thường nó bám vào mấy cái cây ấy rồi nó ăn cái gì thức ăn mình cũng chưa gành nữa, mình không có gành gì, nó ăn cái gì. Nhưng mình chỉ biết là nó thường nó bay không có cao mặt đất bao nhiêu. Con này là một con đực. Con này chắc cũng già rồi. Này để các bạn coi xem nó bám, để mình để lên miếng vải coi nó bám như thế nào. Ở đây mình có cái gối, mình để nó lên cái gối coi thử cái nó bám cứng như thế nào đi. Bạn thấy không? Thì dễ không lên được, không bao giờ lên được. Thấy chừng nó quấu rất cứng. Đó. Con này đi. Nó khác cái bộ loại bộ cánh cứng mà loại bộ tiêu bằng này. Này cũng là bộ hung nè, bộ hung mà nhưng mà thành chữ Y. Còn bộ hung mà có cái loại bọ mấy con là ta kêu là ủi cức á thì nó nhỏ mà nó dẹp cái con này. Mà có đây con đực, con này giờ mấy bạn hiếm khi nào mà gặp á. Thấy nó nhỏ vậy đó nhưng mà nó có thể nâng cái sức mạnh nó có thể nâng là gấp 8 lần, có thể rất là mạnh. Để mình dạch cái bụng lên cho mấy bạn coi cái bụng. Nó không giữ bà cố nè. Cơ thể nó chia làm 3 phần không? Phần trên là đầu, phần sau là ngực và bụng. Và cái lưng của nó là cái đầu nó theo hình, ta gọi là có cấu tạo hình mai á. Hình mai như mai rùi đó, rất cứng. Bởi nó bảo vệ được cái đầu nó rất tốt.
Các bạn mà để cái tay đây nó bố lên nè, bố lên giống như cua kẹp lại vậy đó, mạnh lắm, đau luôn á, không phải giỡn đâu. Nằm đây coi. Các bạn thấy cái sừng của nó không? Cái sừng nó kẹp mạnh lắm, nghe rắc rắc luôn. Cái cánh nè. Để mình cho nó đu lên tay mình cho các bạn thấy coi như thế nào. Nhưng mà nó đu lên vậy mà bạn nghĩ là thế nào không chảy máu tay. Mấy con giò nó bén, cực kỳ bén luôn. Con này bây giờ thì chủ yếu nó phân bố, nó sống ở thường ở Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan hoặc là Nhật Bản, trong đó có Việt Nam mình có. Tại nó sống ở khí hậu nhiệt đới. Con này nó không có cắn nhưng mà nó bấu gắt rau. Con này bị cầm râu, nó bị đứt cầm râu dài, bị đứt hết cầm gâu bên kia, bỏ đâu tờ. Các bạn thấy không? Nó đu tay tôi vũ cỡ nào cũng không vớt nữa. Mạnh lắm nó vớt nữa. Nó bám cứng lắm. Đi gì à? Bò trong ghì. Đụng đến là nó kêu. Mình nấy ngồi mình cũng thả nó. Thôi bây giờ mình kết thúc tại đây nha bạn. Chúc quý bạn có buổi trưa vui vẻ. Có những ngày mà trải nghiệm sống thú vị. Sắp tới mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Tại cái này nhưng có công việc nên không có làm video nữa. Vài bữa nữa mình tiếp tục làm. Chào các bạn nha. Các bạn coi cách di chuyển của nó nè. Đây lý do là do là mình để dưới gạch á, bởi nó bám không được, nó bò chặt chặt. Con bò này cái đầu nó thì nó đen, cái đầu đen nhưng mà cái mình nó lại đỏ, bạn thấy không? Đây nè, cái mình nó đỏ đỏ ngã vàng, còn cái đầu nó thì đen 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 tiền luôn. cái bụng của nó có nhiều khách, 6 chân, râu bị đứt 1 cọng. Mình không thể nào bung cái cánh ra cho mấy bạn coi cái cánh ở bên trong như nào được. Tại mình sợ bung gãy cánh của nó rồi nó chết. Chứ phải nó từ nó bay rồi nó mới bung. Hôm nay mình rỡ ra rồi nó gãy cánh này nó chết uổng. Đang hồi thả nó đi. Muốn nuôi nó nuôi không được, không biết nó ăn cái gì nữa. Mình cái vụ mà tìm hiểu nó ăn cái gì mình chưa có tìm hiểu được. Dạ. Phá quá.